sự kiện tháng 8 vô cùng hấp dẫn phục vụ nhu cầu mua đích chơi game dịp hè của anh em. Đặc biệt với chỉ hơn 200k là các bạn có thể sở hữu những chiếc gác hơn 40 tướng, trang phục cũng rất là nhiều, rank thì cũng không quá cao, ngọc, ổn định. Tắc kè, tôi có một con cá, tôi có cái trừng trị, ây da, còn cá cướp bùa. Và ngày hôm nay trình bày công thức auto cướp được bùa như sau: khi con bùa còn một ca mốt cả hai máu, dùng tiên bản đứng ngay con bùa, sai chu một ấn ngay trừng trị là có bùa nè các bạn ơi, dù bùa xanh hay bùa đỏ, miễn là con bùa đầu tiên. Ok, và không biết là bạn Khỉ với cái tên vua lì đòn có chịu nổi nhiệt với cái phong cách cướp bùa của Ngô Việt hay không, cùng theo dõi nha. Bây giờ thì quay thì mặc dù top 20 Omen quá hay nhưng bạn quá đen, dính ngay quả thì trí tử thất vào trụ anh em ơi, tốc biến không kịp. Thực ra cái phong cách này nó hơi mất chạy một chút xíu, bởi vì từ mình không farm, AD không bảo kê, đi áp lực dùng tía bạc. Mặc dù là nếu thành công thắng rất là nhanh, còn nếu không thành công thì cũng ăn chửi nha. Bởi vì anh em ơi, mình không bảo kê được AD lúc cái đầu mà. Các bạn nhớ nhắc AD, AD ơi ôm một chút xíu nha, đợi mình đi một tí rồi sẽ về. Đấy, và nhớ anh em ơi, đi một tí rồi sẽ về là phải về nha. Sau khi áp lực ít nhất được một bùa, hoặc là không được cái bùa gì, nhưng mà đến cái lúc tầm hơn một phút ý, là anh em phải trở về với cái danh đồng. Khi mà dừng team mình level 4 là bạn đấy có lợi thế hơn là dừng team bạn, bởi vì dừng team bạn sẽ bị cướp bùa với cái công thức này. Anh em nhớ là hỗ trợ dừng ăn con rồng nha. Và khi có rồng là anh em sẽ có level 4 này. Đấy, khi có level 4 thì ở cái cơn ác mộng của anh Khỉ bắt đầu. Biết là anh Khỉ đang ở đâu, 100% là Khỉ đang ở bùa xanh. Cẩn thận nha Vô Ca ơi, để mình ngó xem Khỉ nào. Khỉ đang ở chơi với Vôn Cát thì vui như thế này, không có anh cá đến thì mất vui rồi. Khỉ thì dính ngay quả rocket của Joker. Thực sự mà nói là Khỉ với Omen là quá đen. Không biết là hai bạn đấy có có cay cú mình hay không đây. Chứ anh em ơi, toàn cướp bùa này, toàn đến ganh đúng lúc này. Rồi, không cướp được bùa xanh thì tiếp tục sang bùa đỏ nha anh em ơi. Bởi vì từ lúc level 4 này, các bạn áp lực vào những cái con tướng đi rừng đầu game nó yếu ý. Thần đồ như Khỉ này, Queen Anne này, hay nhiều vị tướng đi rừng khác đầu game yếu ý. Thậm chí là Murad và rất nhiều vị tướng đi rừng khác đều có thể bị áp lực bởi Kred, bởi Kred rất là trâu. Trâu anh em ơi, có chiều cuối thì càng trâu hơn. Mà trận này không biết đây là rừng team mình hay là rừng team bạn đây, mà hẳn là bốn đứa chơi đây nãy giờ rồi. Mà team bạn kiểm lâm ai ra thì đọc ngay người đó nha. Thôi 6 phút GG đi. À không, 6 phút FF đi. Một trận đấu là good game với team mình, nhưng mà là một game áp lực của team bạn. Ok hay đấy. Khỉ lựa chọn là không tiếp tục đi farm bùa nữa, bởi vì có farm thì cũng không farm được. Ở đấy có lẽ là chuyển sang là hỗ trợ team và ăn lính ở ngoài đường rồi. Ok, bạn làm như vậy thì lên một team bạn lại thuận thôi, mà kiểu gì cũng phải vào rừng mà. Khỉ đi rừng có đi được đâu. Ok, tôi có một con cá tắc kè và tôi có một cái trừng trị, à con cá cướp bùa. Phong cách áp lực anh em ơi. Nói chung là bao nhiêu cái pha mình hỗ trợ team bạn mạng anh này ấy mà không thắng được thôi thì hơi buồn đấy nha. Ô,
Wow. Thôi, sorry nha. Trời ơi, mình cứ nghĩ là bạn giết được Illuvia rồi, nhưng không, Illuvia quá khó chịu này. Công nhận là khi Illuvia được sửa lại mới, nó là con trùm trùm mít với khả năng khống chế rất là khó chịu. Nếu anh em gặp những chơi những vị tướng Yulaurel gặp Illuvia rất là khó chịu nha. Bên ngoài nó hất tung lên nó còn có cơm nặng một chút xíu. Khi anh em không dùng được chiêu ngay đấy, khiến các bạn không dùng chiêu ngay thì tất nhiên là nhiều khi là ấn chiêu không được. Ấn chiêu không được thì chắc chắn là ôi anh khỉ này anh em ơi, khỉ trong bụi. Wow, khỉ đã biến về rồi. Và khi khỉ biến về thì có lẽ là con bùa này lại thuộc về mình. Và rất may trận đấu này nha, bạn Theo Nát cũng đánh hay, đánh hay thành ra là mình đi dạo chơi nãy giờ rồi mà Theo Nát vẫn đánh tốt hơn thầy AT đấy. Anh em team mình có lợi thế này anh em ơi, lợi thế cực kỳ nhiều luôn nha. Bùa xanh đã bị sôi rất là nhanh rồi, bây giờ đến hỗ trợ bạn Theo Nát nào. Công cái trụ kia anh em ơi, khỉ đã chuyển ra lên farm rồi, bây giờ mình áp lực cũng không có quá nhiều tác dụng. Cái phong cách này mình cũng đã chơi rất là lâu rồi, các bạn game thủ chuyên nghiệp cũng chơi rất là nhiều rồi và rất nhiều anh em biết. Các bạn cứ thử chơi lại cờ đét xem là con cờ đét bây giờ có leo rank tốt hay không. Thực sự là con cờ đét vẫn leo rank rất là tốt bởi cái sự cắn lướt ôm đam của nó, và khi anh em dùng cái phù hiệu bền bỉ thì các bạn thực sự rất là cứng và có thêm khả năng khống chế của phù hiệu bền bỉ nữa chứ. Ôi, sorry nha, mình tính thì chỉ khống chế thôi. Mình đam của mình là vừa hay là cái đam kết thúc là Illuvia. Ép sớm anh em ơi, ép sớm thật nhanh, áp lực thật nhiều không cho khỉ farm. Khỉ chỉ có ra đường thôi. Rồi, lấy trụ anh em ơi. Dí vào khỉ này, dí khỉ này. Khỉ này, thấy mặt khỉ là dí ngay nha. Trời ơi, khỉ đánh mình kìa anh em ơi. Không mất máu. Khỉ khỉ ra kìa, Theo Nát cẩn thận nha. Wow, khỉ Joker thì khỉ tắt điện rồi. Khỉ gặp Joker tắt điện thật anh em ơi. Không có cửa để mà chơi. Mà kiểu anh em ơi, mình đánh như này team rất là dễ chơi luôn. Bởi vì khi mình di chuyển thế này map là sáng ngay, sáng rực như kiểu là thắp sáng toàn map ý, thắp đèn toàn map, tìm rất là dễ chơi, dễ di chuyển đó. Anh khỉ ơi chạy đi đâu rồi, tìm sơ đi. Qua là các bạn ơi, qua để mình ăn vậy. Ok, bạn bị đẩy này. Ui, thôi 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 mà. Thôi mà, mình trâu lắm hai bạn ơi. Và cái con trang bị và bảng ngọc của Kled thì vẫn như nguyên nha. Bảng ngọc các bạn sử dụng cái bảng ngọc full tank, ngọc đỏ 3 dòng, ngọc tím cũng 3 dòng, và ngọc lục các bạn dùng màu tối đa dòng thổ chiêu. Wow, Theo Nát đánh hay thế này. Bé Quyên đánh rất hay anh em ơi. Nói chung là có khi là kết thúc trận đấu sớm thôi, thì bạn không chịu nổi nhiệt rồi. AD thì bạn thì phế, rừng thì phế, Omen top 20, nhưng mà Omen gặp Vulcan thì chắc là cũng wow, mà bạn đấy hành Vulcan cơ anh em ơi, hành Vulcan kìa. Rồi bây giờ xuống ép nốt cái lên tà thần nha. Cố lên nào Vulcan ơi, Vulcan bị xích rồi, bạn đấy may có bất tử này rồi. Anh xem chiêu cuối của cá đây đó, cá đến là tìm bạn lắc ngay. Chạy đi đâu rồi, bây giờ ăn tà thần đi các bạn ơi, thắng luôn này.
Đấy, các bạn thì thấy là nhân tố quan trọng của team trong trận đấu này là ai chưa? À, là Joker đấy. Nó đi rừng mà anh em ơi, đi rừng là quan trọng này, AD là quan trọng này. Chứ còn tanker chúng ta chỉ đảm nhiệm cái vai trò là hút đam, khống chế, cover đồng đội nha. Nhưng thực sự là cũng không quá quan trọng so với những người chơi đi rừng đâu. Nếu mà người chơi đi rừng hoặc là AD đánh tệ quá ấy, thì anh em dù chơi tốt như thế nào cũng không thể dễ dàng giành chiến thắng đâu. Còn cố lên AD ơi, mình bảo kê bạn hết mình này. Cố lên nào, bị xích rồi, không chạy được. Tiếp tục cúp giá bảo lại sai chiêu cuối. Ôi, con khỉ. Ôi, con khỉ chạy nhanh quá, sorry bạn nha. Khỉ vượt qua được cái chiêu cuối của mình. Sau khi đây được hai đồ cơ bản của những vị tướng đấu đòn, đó là giáp VA với khi huyền thoại, thì anh em sẽ lên hoàn thiện cái đồ rừng nha. Lên hẳn cái rìu Leviatha luôn, vì khi có rìu thì anh em cũng có thêm sát thương từ cái món rìu đấy, và cũng có rất nhiều giáp. Omen mà cân tim thế này làm sao cân được bạn ơi. Omen chiến thuật đầy lẻ với cả solo thôi. Ok, có lẽ thì video clip Hồ Việt Trời Cà thì đây là hết rồi. Cho thành cảm ơn anh em bỏ thời gian quý báu của mình nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Bạn cần mua áo game anime thời trang hãy đến shop áo moviet.com nha anh em ơi. Với nhiều mẫu mã thiết kế cá tính đẹp mắt cùng nhiều size phù hợp. Áo đi quần, áo Fortify, One Pie, miễn phí giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.